Nếu như thế giới đi đến ngày tận thế và bạn là con người cuối cùng còn sống sót, ông trời chỉ cho bạn một con chó, mọi tư trang bạn phải tự đi tìm, thì bạn sẽ nằm đó chờ chết hay tiếp tục kiên cường sống như một đế vương giữa thế giới đầy sự cô đơn và lạnh lẽo này? Ở một tương lai không xa, con người đã phá hủy tầng ozone, khiến cho khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt. Cộng thêm việc bùng phát bức xạ mặt trời, nhiệt độ trung bình trên trái đất tăng lên hàng chục độ C. Con người chỉ cần đứng dưới ánh mặt trời sẽ ngay lập tức bị thiêu cháy. Thực vật đều đã chết khô, mặt đất đâu đâu cũng là hoang mạc. Loài người chết dần chết mòn, nền văn minh nhân loại cũng từ đó bị sụp đổ hoàn toàn. Nam chính Phin là người duy nhất còn sống sót. Mỗi ngày ông ấy đều phải đối mặt với thử thách làm thế nào để tiếp tục sống. Ngày hôm đó, như thường lệ, ông trang bị đầy đủ vũ khí, đem theo chú cho robot Zeoi đi tìm kiếm vật tư. Bao nhiêu năm nay, nhờ có đồ ăn hộp của những người đã chết để lại, ông Phin mới có thể sống sót được. Hôm nay cũng khá may mắn, tìm được một hộp thức ăn cho chó và một chai rượu. Phin mỉm cười, rồi đánh dấu nơi này đã từng tới rồi. Xong ngay sau đó thôi, ông ấy muốn cười cũng không cười được nữa. Vì cách đó không xa, trên trời mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến, sấm chớp rất dữ dội. Dựa vào những kinh nghiệm trước đó, cơn bão này một khi đã đi đến đâu, thì mọi thứ ở đó đều sẽ bị phá hủy hoàn toàn, kể cả có trốn trong nhà thì cũng chỉ có chết mà thôi. Cách duy nhất chính là chạy được bao xa thì cứ chạy. Phin lập tức quay về chỗ trú ẩn. Nơi đây là tổng bộ nghiên cứu của một công ty kỹ thuật. Hóa ra ông ấy trước đây chính là kỹ sư của công ty này. Từ khi thảm họa xảy ra, ông cùng chú chó gớt ia nương tựa vào nhau mà sống. Ông coi chú chó này như người thân của mình. Do những năm trở lại đây khí hậu ngày một khắc nghiệt, bão cát xảy ra liên miên, nên Phin đã bị mắc bệnh viêm phổi vô cùng nặng. Ông tự cảm thấy mình sẽ chẳng thể sống được bao lâu nữa. Vì thế để có người chăm sóc cho gớt ia, ông đã thiết kế ra một con robot AI, đồng thời nhập tất cả những kiến thức của con người vào trong hệ thống, đặc biệt là những kỹ năng nuôi chó và chăm sóc chó. Cho đến nay cơ bản đã được hoàn thành, chỉ còn thiếu chân tay và dạy cho nó cách nói chuyện và đi lại nữa thôi. Con robot này cũng rất thú vị, trước khi được hoàn tất nó đã rất hiếu kỳ với thế giới này, giống như một đứa trẻ vừa chào đời vậy. Hơn nữa, trong hệ thống của nó còn lưu trữ bách khoa toàn thư nên cái gì cũng biết. Câu đầu tiên mà con robot này nói chính là: trong môi trường không có nước, hươu cao cổ sẽ sống lâu hơn lạc đà. Phin cảm thấy vừa hưng phấn lại vừa rất xúc động. Xúc động là vì ông đã chế tạo ra người máy AI đầu tiên trên thế giới. Chỉ tiếc là không còn ai để ông chia sẻ niềm vinh hạnh này nữa. Ai mà ngờ rằng, người máy AI đầu tiên trên thế giới lại được chế tạo riêng để nuôi chó cơ chứ. Vui thì vui là vậy, nhưng bão sắp đến rồi, bọn họ có thể đi trốn ở đâu đây? Phin xem bản đồ, phía đông, phía bắc, phía nam, không nơi nào là không bị bão càn quét, chỉ còn phía tây là an toàn hơn cả. Song muốn đi đến rìa bên kia của đất nước, trừ khi trời độ cho tìm được đủ thức ăn, nếu không thì việc này là hoàn toàn bất khả thi. Phin ngây người nhìn tấm bưu thiếp trên tường. Đột nhiên máu mũi chảy xuống dưới đất. Trước khi chết, ông muốn đi tới tham quan cầu cổng vàng ở vịnh San Francisco. Vậy thì điểm đến tiếp theo là San Francisco đi. Như vậy, họ bắt buộc phải rời khỏi nơi trú ẩn hiện tại để đi tránh bão. Phin lái chiếc xe chống bức xạ mặt trời mà mình đã chế tạo, bắt đầu lên đường đi tới San Francisco. Trên đường đi, ông ấy không ngừng dùng những kiến thức và kinh nghiệm của mình để dạy cho người máy. Sau một thời gian học tập và bắt chước, nó đã tiến bộ rất nhanh. Cơ bản đã nắm được hầu hết các kỹ năng sinh tồn trong ngày tận thế. Đầu tiên là không được bỏ qua bất cứ cơ hội có được thức ăn nào, vì chú chó gớt ia phải luôn được ăn uống đầy đủ. Thứ hai, chỉ tìm kiếm trong những ngôi nhà vẫn còn khóa, vì những ngôi nhà khóa đã hỏng thì đã có người lùng sục qua rồi. Thứ ba, con người và loài chó không thể trực tiếp tiếp xúc với ánh mặt trời, nếu không sẽ bị thiêu cháy. Thứ bốn, phải biết tùy cơ ứng biến. Ví dụ tìm được một gói ngô sống thì không thể ăn được, nhưng chỉ cần để dưới ánh mặt trời là sẽ biến thành bỏng ngô có thể ăn ngay. Con robot nhìn bỏng ngô nổ tanh tách sung sướng như một đứa trẻ. Nhưng rồi đột nhiên, họ phát hiện có vòi rồng đang di chuyển tới đây. Muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Phải làm sao đây, đành phải cố mà chống chịu thôi. Phin lập tức dùng 4 sợi dây thừng cố định chiếc xe lại. Nhưng ông đang bị bệnh nặng nên tay không có mấy lực. Cũng may mà con robot đã nắm vững quy tắc sinh tồn thứ 4. Đó là tùy cơ ứng biến, nó liền chạy lại giúp đỡ. Vòi rồng đã sắp đến nơi, bọn họ trốn vào trong xe. Mặc dù chiếc xe bị gió cuốn bay như một chiếc lá, nhưng may mắn đã có sự chuẩn bị trước nên đã coi như thoát được một mạng. Bão tố qua đi, lốp xe đã bị dây thừng kéo hỏng, không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Phin đang rất chán nản thì đột nhiên người máy tìm được một cái lốp dự phòng, rồi dùng một tay nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc xe lên. Vấn đề đã được giải quyết rất nhanh gọn lẹ. Phin lúc này mới phát hiện, con robot này không chỉ đã trở thành một trợ thủ đắc lực, mà còn là người bạn cùng ông tâm sự giải bày. Hai người nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng. Nó còn biết tị nạnh rằng chú chó gớt ia có tên còn mình thì không, thế nên ông đã đặt tên cho nó là Zep. Sáng sớm hôm sau, Phin bị tiếng sủa inh ỏi của gớt ia đánh thức. Hóa ra Zep cảm thấy người bạn bốn chân này không thích mình cho lắm, nên đã thử bắt chuyện và học tiếng chó. Phin bất lực nói muốn có được sự tin tưởng của gớt ia, phải trải qua một thời gian dài cùng chung sống và luyện tập. Nhưng tin tưởng là cái gì, Zep không hiểu. Phin dạy nó rằng đơn giản thôi, tin tưởng là một mối quan hệ khiến người ta phụ thuộc vào bạn. Vừa nói dứt lời, ông lại phát bệnh, nên đành phải dừng lại ở một trạm nghỉ để nghỉ ngơi. Zep ngồi một mình nhàm chán nên đã nghịch ngợm vô lăng, vô tình khởi động xe, nhưng do không biết lái nên đã suýt chút nữa làm hỏng tan chiếc xe.
chiếc xe này mà hỏng thì coi như toi đời. Vì thế Finn rất tức giận, mắng cho Jack một trận, cảnh cáo không được lái xe ra xa như thế, vì đi ra xe mà tiếp xúc với ánh mặt trời thì sẽ chết ngay lập tức. Đồng thời nói với nó rằng mục đích sống của nó chính là để chăm sóc Good Year, chứ không phải là để đi khắp nơi gây họa. Jack bị mắng, mặt xị ra như một đứa trẻ con. Nhưng dù sao thì Finn cũng nhận ra đã đến lúc phải dạy nó cách lái xe rồi, vì bệnh tình của ông đang ngày một trở nặng. Điều này khiến Jack cảm thấy rất vui. Khả năng bắt chước của robot AI cũng là không thể đùa. Chẳng mấy chốc Jack đã trở thành một tay lái cừ khôi. Tối hôm đó, Jack ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời rồi hỏi Finn, ánh mặt trời nguy hiểm như vậy thì tại sao họ lại không lái xe vào buổi tối? Finn trả lời, vì lái xe vào buổi tối sẽ bị những người còn sống sót ở trong rừng tấn công, rất nguy hiểm. Đừng bao giờ coi thường bản tính con người, tránh xa nguy hiểm mới có thể tiếp tục sống sót. Jack vẫn rất mơ hồ với câu nói này. Ngày hôm sau, bệnh tình của Finn lại trở nặng hơn. Jack lại tự học được một kỹ năng nữa, trở thành bảo mẫu của Finn. Xem ra những ngày vừa qua, hai người dường như đã trở thành cha con thật sự. Trở thành bảo mẫu của Finn thì cũng phải tự đi tìm kiếm thức ăn. Khi đi qua một thành phố, Jack cho dừng xe lại. Nó quyết định sẽ áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm của mình, đưa theo chú cho robot Zeoi đi đến một tòa nhà để tìm kiếm vật tư. Nhưng nó đã quên mất quy tắc sinh tồn thứ hai, cánh cửa không có khóa thì đừng có mở. Đồng thời cũng chẳng để ý đến bức vẽ trên tường, rõ ràng nơi này đã có chủ. Nhưng Jack vẫn không biết gì cả, đi thẳng vào bên trong tìm kiếm. Nó phát hiện một chiếc áo khoác cùng rất nhiều thuốc và thức ăn. Đây có lẽ là lần tìm kiếm thành công nhất từ trước đến giờ. Jack vô cùng phấn khởi. Lúc này, Finn sau khi tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ thấy bức vẽ trên tường lập tức mặt mày biến sắc. Theo như kinh nghiệm của ông, trong đó chắc chắn có người sinh sống. Tự ý xông vào địa bàn của người ta khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu. Ông lập tức bật dậy, mặc quần áo bảo hộ rồi đi tìm Jack. Cùng lúc đó, Zeoi tìm thấy một hộp thức ăn nhưng không với tới được, nên đã nhảy xuống dưới, lập tức rơi vào bẫy bắt thú, linh kiện bay mỗi cái một nơi. Finn vừa vào trong liền nghe thấy tiếng động, vội vã đến đó xem sao. Kết quả nhìn thấy Zeoi đã thiệt mạng nên vô cùng đau lòng. Ông đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình, lập tức đẩy nhanh tốc độ và tìm được Jack. Hai người nhanh chóng lên xe rồi rời đi. Quả nhiên xe vừa lăn bánh, dưới chân cầu, một chiếc xe khác đã lập tức sáng đèn đuổi theo sau. Finn dặn Jack không được dừng lại, tăng ga lên, chạy được đến đâu thì hay đến đó. Những người sống trong rừng không dễ xơi đâu. Còn mình thì lấy súng ra, rồi bất giác rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Lúc này ông mới phát hiện mình vẫn đang bị đuổi theo. Finn tắt đèn xe đi, bảo Jack tăng tốc đi thẳng về phía trước. Sau đó chỉ huy nó lái xe rẽ gấp vào bên đường, rồi trốn xuống đường hầm dưới gầm cầu. Nhưng đường hầm quá thấp nên xe đã bị kẹt, muốn tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Thấy xe kia đã sắp đuổi tới nơi, Finn lập tức xuống xe đẩy xe vào bên trong đường hầm. May mắn thoát chết trong gang tấc. Nguy hiểm vừa mới qua đi, thì lúc này họ lại nghe thấy tiếng gầm gừ như tiếng thú dữ vang lên. Cuối cùng sau khi đã được an toàn, Finn vẫn đang rất buồn bã vì cái chết của Zeoi. Ông bắt đầu kể cho Jack biết thế giới này đen tối đến nhường nào. Hóa ra năm đó, khi bùng phát bức xạ mặt trời, con người chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, mà những người còn sống vì để sinh tồn đã cướp bóc, tàn sát lẫn nhau, dẫn đến tình trạng như hiện tại. Một ngày nọ, khi ông đang tìm kiếm thức ăn thì gặp hai mẹ con. Người mẹ dạy con gái cứ gặp ai thì đều phải chĩa súng về phía họ, đề phòng sẽ bị họ cướp mất đồ ăn. Kết quả ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện. Hai mẹ con kia còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã giết chết họ, rồi cướp lấy đồ ăn. Finn trốn trong một góc không dám ra cứu. Đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, ông mới đi ra xem sao, thì phát hiện trong ba lô của bé gái kia có một chú chó, đó chính là Good Year. Cơn đói khiến người ta trở thành những kẻ sát nhân máu lạnh. Finn từ đó cũng trở nên nhu nhược hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà ông không dám tiếp xúc với những người khác, cũng là nguyên nhân mà ông chế tạo ra Jeff để chăm sóc Good Year. Good Year chính là phần thiện trong con người ông. Chăm sóc Good Year cũng chính là để ông được cảm thấy thanh thản hơn. Hai ngày sau, họ cuối cùng đã đến được San Francisco. Bệnh tình của Finn cũng ngày một nặng hơn. Jeff đang lái xe thì có một con bướm đâm sầm vào cửa kính. Nó rất hiếu kỳ lập tức gọi Finn đến xem. Finn bỗng phát hiện không biết từ lúc nào, ánh mặt trời đã không còn gay gắt như trước nữa. Thậm chí cỏ đã bắt đầu mọc, hoa dại đã bắt đầu xuất hiện. Điều này cho thấy khí hậu đang có chuyển biến tốt dần lên. Lẽ nào sau cơn mưa trời lại sáng ư? Finn cuối cùng cũng chờ được đến một ngày có thể sống như một người bình thường. Chỉ có điều ông chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy mặc vào bộ vest màu trắng đắt tiền của mình rồi mở ô lên, vừa ngồi thưởng thức đồ ăn vừa hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp đẽ cuối đời. Jeff đột nhiên thần thần bí bí nói, tối qua nó mơ thấy cây cầu cổng vàng ở trên tấm bưu thiếp. Những thứ đẹp đẽ luôn không có thật. Finn vô cùng bất ngờ và nói rằng phải đích thân đi trải nghiệm mới có thể cảm nhận được những thứ đẹp đẽ ấy, chứ không phải là trong mơ tưởng tượng ra. Ông ấy cũng muốn đến cầu cổng vàng vì ẩn sau tấm bưu thiếp có một câu chuyện thầm kín. Nhiều năm về trước, cha của Finn cũng là một kỹ sư phụ trách xây dựng cầu ở khắp nơi trong cả nước. Trước khi Finn ra đời, ông ấy đã bỏ đi. Năm Finn 15 tuổi, người cha này đã gửi cho ông một tấm bưu thiếp hẹn gặp ông ở cầu cổng vàng ở San Francisco. Vì thế khi đã trưởng thành, ông Finn đã mua bộ vest màu trắng đắt đỏ này để chờ ngày được gặp lại cha. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể gặp được người cha bạt vô âm tín. Chính vì vậy cầu cổng vàng trở thành nơi Finn muốn đến để bù đắp lại sự nuối tiếc của năm xưa. Tiếc là ông không còn cơ hội để đến đó nữa.
Finn hỏi Jack có muốn chăm sóc chú chó Good Ear hay không, rồi động viên nó cố gắng chung sống với Good Ear và tin tưởng lẫn nhau. Cuối cùng ông ấy đã nôn ra máu và từ biệt thế giới tràn đầy hy vọng này. Jack vô cùng đau lòng, nó đã tiến hóa đến cấp độ có được tình cảm và cảm xúc như con người. Cuối bộ phim, Finn đã ra đi một cách thanh thản. Jack không biết phải làm gì tiếp theo, người máy liệu có thể làm gì được đây? Nó nhớ đến những tâm nguyện chưa được hoàn thành của Finn, đó là chăm sóc thật tốt cho Good Ear và đến ngắm cầu cổng vàng. Sau khi Finn ra đi, chú chó Good Ear được Jack cho ăn và chơi đùa cùng, nên đã dần dần tin tưởng người bạn này. Cuối cùng, con robot cùng chú chó đã đặt chân được đến cầu cổng vàng. Nơi này có rất nhiều bưu thiếp mà những người từng đến đây đã để lại. Ngắm nhìn cảnh đẹp phía xa xa, Jack cuối cùng cũng đã hiểu được lời Finn nói. Chúng ta phải không ngừng trải nghiệm thì mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống này. Jack vốn là một người máy, nhưng trong suốt quãng đường đi, nó đã hiểu được thế nào là tình yêu, tình bạn và cả ý nghĩa của cuộc sống. Đồng thời nó cũng đại diện cho những hy vọng mới về tương lai. Được rồi, bộ phim hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.